Lô, xin chào các bạn, một ngày mới thật vui vẻ. Nay mình lại đi ra các bạn. Mình hôm qua mình đánh cái mẫu sóng dưới bên dưới vực đây nha bạn. Dưới vực đây. Ba cái mình xuống mình vớt cho các bạn xem nhé. Dưới đây nha các bạn. Xe họ đi ngay trên đầu rồi. Chỗ này thì đánh thấp cũng được nha các bạn. Còn những cái chỗ kia thì đánh mình đánh cao quá. Hai ba con nha các bạn. Đấy. Đấy, chuẩn chuẩn đấy. Chỗ kia những chỗ khác thì mình đánh cao quá vì đánh cao thì thường là nó không hay được nha các bạn. Quan hôn mưa quan dí đâu nhỉ? Ui, đi ngay nha các bạn. Xe tận trên đầu các bạn. Đây nó là vực. Cái này không được nha các bạn. Còn một cái nữa. Có cái chạy kìa, cái này lỗi rồi như rồi. Cái đường một con nhỏ nhá mọi một con nhỏ, một con nhỏ chỗ này chắc có người đánh rồi. Đến địa điểm tiếp mình quay cho bạn xem nhé. Đấy theo nhau này. Chỗ này lâu lắm mình không đánh, không có đánh được. Được nha. Trong ống các bạn đang dạy. Đây nguyên rừng núi các bạn này, quay cho bạn xem. Nguyên rừng núi. Quả mình đánh hơi cao nha các bạn. Cao nó được ít luôn như chắc ăn. Không chết. Ở đây nó vẫn mưa. Hai hôm rồi. Một con nha các bạn, hai ô mất rồi, 60 cây ống, không còn ống nữa đấy. Các bạn bảo đánh ống mới thì nó ít vào, ít nhất phải đánh 2-3 hôm nó mới ổn nha các bạn. Mình đang đánh ống mới, chỗ này đánh đèn quá, nguyên mất ống, à nguyên con bị mưa ngập. Bắt ống nha các bạn. Đây mình dí tận xó rồi. Đây là ruộng cỏ này các bạn. Ruộng cỏ ấy. Ao cỏ ở ngoài ruộng nha các bạn. Cái này nặng tay. Nhìn to. Ấy. Con này sắp chết nha các bạn. À không chết à. Cái mồi luôn này, vừa rung này không chết nha các bạn. Mình còn hai cái nữa, đoạn nữa về mình quay cho các bạn xem nhé. Đi mình đi dưới trạng kia mình quay cho các bạn xem. Hai cái này cũng là hai cái cuối cùng nha các bạn. Đây nguyên phong cảnh rừng núi nha các bạn. Đây mình quay góc cao lên một chút cho các bạn xem. Ở đây thì không ai biết được cả, trừ mỗi mình nha các bạn, trừ mỗi mình ra này.
Ngày xưa là mình ở đây nhá các bạn, ở đây nó vào mất ra 2 năm. Đây công ty nhá các bạn, thì đây đồi núi đây nhá các bạn, đồi núi rất đẹp, nó có sương mù nên không quay nó không thật nhá các bạn. Mình vô nốt 2 cái này để mình về đây, cũng muộn lắm rồi. Để mình bỏ 2 cái cành rào này đã nhau rồi, mình đã ra khỏi cái cành rào nhau bạn. Đây mình vớt cho các bạn xem 2 cái cuối cùng, 2 hố lâu lắm mình không đánh này. Hố rất đẹp, những hố này chả bao giờ xịt. Còn cái bên kia nữa, nặng nặng nhau ạ, 2, 3, 4 còn. Này thì nó cũng không được nhiều nhưng là an toàn nha các bạn. Nó an toàn là để mình đánh cao nó không chết. Còn đánh thấp được nhiều lắm các bạn. Đánh thấp được nhiều nhưng mưa chết, hôm qua đêm qua vẫn mưa nha các bạn. Đây cái cuối cùng. Tại vì mới nó không được chuẩn lắm. Vui nha các bạn. Mình quay lên đây vì mình đứng nó hơi hững. Quay lên cho các bạn xem. Nó đứng nó hơi hững nha các bạn. Đuôi ống dập này các bạn, không còn ống nữa, hết tất ống rồi, ống dập đuôi. Đấy đuôi luôn. 3, 4 con. Rồi giờ mình xem đây công ty nha các bạn, sẽ về quay đổ chút cho bạn xem nha. Và nhà nhá các bạn, đây mình đánh nha, 50 cái hôm qua đây các bạn, hai mấy hôm 60 cái của mình này mà còn có mấy cái này đây, mất hết ông quà này, ông mới nó đánh nó chả được, đánh cao quá thì chả được mà đánh thấp quá thì là tủm ống nha các bạn. Hai con nhau. Hai con nhau. Con này chết sao nhỉ? Đúng không? Không phải. Đi đường dài nhau bạn. Con này đi đường dài đi. Một con ấy, đánh cao quá thì không được, được mà đánh thấp quá thì chết, trôi hết. Thà đánh cao còn kiếm một vài con hơn đánh thấp. Đấy, nó nhảy ra rồi. Các bạn chờ mình chút nha, mình cột cái vòi mấy bừa vào đây. Tiếp tục nha các bạn. Cho tí nước vào trơn ngay. Đây. Hai con này các bạn, con lại già. Tức thế thì đi. Ôi con nướt đỏ ra các bạn. Xếp nhá các bạn. Con nướt đỏ. Hai con nha. Hôm nay thì không ngừng nhiều nhưng mà nó an toàn lắm. Hai ôm mình mất 60 cái nha các bạn. Một hai con này.
Đúng dập à? Dập hết luôn. Con lươn đen xì nha các bạn. Mỗi hôm nay mình đánh được một con lươn màu vàng, một con lươn đen xì luôn. Bãi đấy là bãi không còn cái gì đấy. Sạch lươn, một con đúng con lươn đen xì luôn. Một con lươn màu vàng nữa. Con này chết. Hai bà con nha bà. Nó có hạch gì ra. Xịt nhiều phết đấy. Vì đánh cao quá, đánh cao thì nó không được nhiều. Mà mưa xuống thì nó đỡ, hôm qua mưa chứ. Cái gì đấy? Đánh thấp được nhiều nhưng mưa thì cũng chết hết. Trước bỏ hết. Chả buồn. Ống mình chả vớt được. Một hai con nha bạn. Ba hôm nay đánh không thua. Chết hết. Hôm hai ba hôm chết, hai hôm chết, còn một hôm thì chả được nhiều. Nó vẫn có nước nhưng mà mình hút mưa hôm qua, đêm qua mưa. May qua nọt, hôm nay mà trộm hết thì chả còn ông đánh nữa. Hết sạch ống, hết sạch hòm nha các bạn. Một hai con. Bay hết đường. 60 cái mà vớt được có 8 cái. Bỏ tất. Cứ một hai con này dễ buồn cười. Không được à? Ông ấy được ngay nhưng mà chắc nó ra rồi. Đi đường dài. Thế này đánh nhà, thời tiết nó khó đánh. Cứ sáng nắng chiều mưa. Không biết là nào một lần đánh được. Cái đấy có mà con. Đúng không? Có. Sao không cài thêm đây? Không biết gì. Thật vui có phát ra là tụi. Một hai con. Nườn chán quá hôm này. Mưa đỡ hơn mấy hôm. Tối này nó lại mưa. Lại chết thật. Một hai con. Hai ba con, ba bốn con. Ui, gì tí đâu mà.
Hiếu về rồi. Gọi con mẹ. Tao nó gọi cô Tân cô Nai. Gọi rồi. Gọi ba của bố. Bảo con đó. Hả? Nãy con nhắn tin bảo con đó rồi. Tập mai. Hả? Nó thế? Nãy sáng này. Sáng 6 giờ nhắn tin bảo đánh rồi về gọi chạy không đó. Tại vì hôm qua mẹ tưởng sáng nay con đi nghỉ mẹ nhớ được. Mai mới đi gì? Bỏ mẹ mày bỏ mày chắc chạy đi. Thì người ta nói là nào là sẽ đàn ông đó. Một hai con đâu ạ? Mèo, mèo trường không có tạo làm ăn cái gì. Một, đây còn, còn hai cái nữa nha bạn. Để cho bạn xem còn hai cái nữa. Ba bốn con. Con kia bị kích điện. Con này bị kích điện đấy các bạn. Đuôi đuôi lại nhìn đuôi các bạn nhìn đuôi. Con này tê tê kìa. Giật kìa. Con này tê tê. Lại bị giả hư. Nương hôm nay thì một con đen, một con vàng, một con đuôi bị kích điện, một con các bạn nhìn này. Đấy nhìn này. Này giờ có đủ điểm tăng không? Ôi, mấy cân nó như đúng không? Mấy cân đi như đời các bạn. Nhìn nó có nước nó thế chứ bay lại mấy cân nữa. Rồi. Hôm nay đủ các loại màu luôn nha các bạn. Rồi các bạn thấy hay nhớ subscribe và chia sẻ cho mình nha. Mình xin chào các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo. Mình xin chào nha.